Diễn viên Kim Hun Bin bị ung thư vòng họng. Người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc vừa phải đón nhận một tin gây sốc. Nam diễn viên nổi tiếng Kim Hun Bin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòng họng và phải bắt đầu được điều trị. Theo báo Korea Herald, trưa ngày 24 tháng 5, công ty quản lý Sidus Hàn Quốc thông báo Kim Hun Bin cảm thấy không khỏe nên đi khám bác sĩ. Chúng tôi phát hiện ra rằng anh ấy mắc bệnh ung thư vòng họng. Căn bệnh vẫn ở giai đoạn đầu và anh ấy bắt đầu uống thuốc và được xạ trị. Xin hãy ủng hộ anh ấy. Sidus Hàn Quốc cũng cho biết trong thời gian tới, Kim Hun Bin sẽ tập trung vào việc điều trị. Trước khi phát hiện bệnh tình, Kim Hun Bin đang chuẩn bị quay phim mới có tựa đề Dojeong. Đội ngũ sản xuất phim cho biết sẽ tạm hoãn quay để chờ Kim Hun Bin bình phục. Hồi đầu năm, Kim Hun Bin cũng bị chấn thương ở lưng vì tập luyện quá sức. Xuất thân từ người mẫu với chiều cao hơn 1m8, Kim Hun Bin bắt đầu diễn xuất từ bộ phim White Christmas, nhưng chỉ nổi lên thực sự qua vai nam phụ trong tác phẩm Ăn khách người thừa kế năm 2013. Năm 2016, Kim Hun Bin đóng vai chính cùng người đẹp màn ảnh Suzy trong bộ phim Uncontrollably Fond. Nhân vật của anh cũng mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Mặc dù được đầu tư lớn nhưng bộ phim thất bại về tỷ suất người xem đài. Bên cạnh truyền hình, anh có tham gia nhiều bộ phim điện ảnh thành công như Friends, The Great Legacy năm 2013, The Kind Exchange năm 2014 và Twenty năm 2015. Nam diễn viên 28 tuổi được đánh giá là một gương mặt sáng của màn ảnh bạc Hàn Quốc. Kim Hun Bin là bạn trai người đẹp hơn 5 tuổi, Shin Min A. Cặp đôi chị em công khai hẹn hò vào tháng 7 năm 2015 và được công chúng ủng hộ. Cuối tháng 4, họ công khai xuất hiện trong một nhà hàng ở Hanam, Seoul. Tháng 4 năm 2017, Kim Hun Bin được Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của Thế vận hội mùa đông năm 2018.